Thế nên là khi chúng ta nhìn mọi việc thì chúng ta phải tư duy đây là chi phí hay đầu tư. Một bạn có thể ra múc một cái điện thoại 30 triệu rất nhanh. Một con ô tô 2 tỷ hoặc 1 tỷ hoặc 5 tỷ rất nhanh hoặc 5 600 triệu rất nhanh. Đấy nhưng mà đôi khi mình cũng chưa tư duy đấy là chi phí hay đầu tư. <laughs> tỷ lệ đấy ít thôi. Đấy. Thường là để thành công bạn phải có tam bảo. Một là thầy giỏi, hai là bạn tốt và ba là sách hay. Đấy. Thông thường thầy thì không học, bạn thì không có, sách thì không đọc. Bảo sao em mãi trả thành công. À, rồi, thì tam bảo là một cái khái niệm mà theo tôi tất cả anh chị em đều nên ghi nhớ. Và mỗi thời điểm chúng ta phải tự đi tìm những người thầy cho riêng mình. Một thời gian sau lại có một người khác hướng dẫn cho tôi là nên có một công ty trên sàn chứng khoán. Thì xong tôi cũng cũng chuẩn bị cái việc đấy mất khoảng 3 năm rưỡi thì cũng có một công ty trên sàn chứng khoán công ty văn lang nó không phải việc chính bởi vì hiện nay cũng chưa đưa các tài sản về bây giờ bắt đầu mới đưa các tài sản về công ty thì giá trị nó khoảng mới được một trăm hai trăm hai mươi tỷ thì tôi muốn chia sẻ với bạn là thực ra là không có ai mà tự nhiên nghĩ ra được mà thường là phải có người chỉ bảo hướng dẫn tình trạng à, tỷ lệ mà tay trắng làm nên rất ít từ tay trắng trở thành triệu phú ít thôi à, thường là phải có người hướng dẫn từ tay trắng trở thành trắng tay nhiều hơn <laughs> ok là mình hai phải với người bên cạnh và nói là thầy giỏi bạn tốt và sách hai rồi thế bây giờ chúng ta xem xem là thì uh, xong hồi làm dự án 1 trên 500 Thế ban đầu cũng không có kinh nghiệm Chỉ làm từ cái bé bé thôi 3 hecta 3 hecta là dự án nhỏ Làm một cái ở Đồng Nai thế chia làm 138 cái bất động sản Thì bây giờ bắt đầu làm đến những cái 20 hecta 18, 19 hecta rồi Thì theo tôi là ai cũng Nếu mà không có kinh nghiệm ấy Thì phải đi từ nhỏ đến lớn Đấy. Thì, Kinh nghiệm thì rất là đắt Ví dụ như này Tôi bỏ ra mấy tỷ Tôi mua một căn biệt thự ở nghỉ dưỡng à, Xong tôi để 4 năm sau đó thì tôi mới hiểu là ok cái này chỉ để tiêu dùng thôi chứ còn nó không thể nhân đôi nhân ba nhân năm được, nó mình dùng vào này không ạ mà ngay từ đầu có thể ví dụ chủ trương mình mua cũng là để tiêu dùng thì, thì thông thường một người người ta có thể bỏ ra vài tỷ cộng với lại ba bốn năm chỉ để học một bài học thôi đồng ý không ạ nhưng ở bên ngoài vẫn có hàng vạn người, người ta vẫn đang mua mà chuyện đấy rất bình thường và mua xong có thể 3 năm không nhân đôi tài khoản là chuyện bình thường mà và cũng trong bất động sản có nhiều loại tài sản 3 năm nhân đôi hoặc 3 năm nhân năm một số bạn khác 3 năm nhân 10 luôn đấy thì thì kinh nghiệm rất là đắt rồi nó mình hai phải với người bên cạnh nói là kinh nghiệm rất là đắt kinh nghiệm là nghiệm lại thấy kinh rồi ok Đấy, mong muốn của nick là tạo ra cho bạn một cái bước ngoặt rồi một số bạn khác được truyền cảm hứng một số bạn khác thì là nhặt một số ý tưởng kiếm tiền ngay Đấy. một số bạn đã có cái mong muốn rồi nhưng bạn cần cảm hứng hành động rồi. ở đây bao nhiêu bạn muốn nhặt một số ý tưởng kiếm tiền ngay giơ tay nói tôi. Ừ. ok tốt rồi. nguyên tắc học tập tôi vừa nói rồi à biểu đồ quên đây tôi ví dụ cho bạn một khái niệm cái khái niệm này nhiều bạn cũng nên nhớ tức là thường bộ não chúng ta sẽ quên rất là nhanh Đấy. Ê, ví dụ như là sau 20 phút chỉ còn 58% này sau 1 giờ chỉ còn 44% này sau 1 ngày chỉ còn 1/3 này sau 6 ngày còn 1/4 này hay 5% Tức là gì? Tức là hôm nay chúng ta đi học, thầy giáo nói 100 điều. Ngày mai, người bạn của bạn hỏi là hôm qua học cái gì đấy? Thì bạn không nhìn tài liệu nhé. Bạn trao đổi lại thì nó chỉ còn 1 phần 3 thôi. Đấy ạ Rồi. Thế thì chúng ta ở đây học thêm một bài học nữa Bạn không cần vẽ cái hình này vào Bạn chỉ cần ghi vào trong vở Là sau một ngày Chỉ còn một phần ba Thì người ta gọi là đi học Phải biết nắm bắt cái điểm mấu chốt Nó giống như là Cái cây ấy, thì cái phần nào là gốc rễ Và phần nào là hoa lá Nó mình dùng phần này không ạ Rồi em phải học cái cách nắm bắt cái điểm mấu chốt Rồi nó mình hai pha với người bên cạnh mà nói là nắm bắt điểm mấu chốt. Chứ mà vẽ cái hình này vào làm gì? Đồng ý không ạ? Rồi. Ok nhá, đấy thì đây là một kinh nghiệm cho nó mình để việc học các bạn nó hiệu quả hơn. Nên tôi phải hướng dẫn các bạn là cho nó hiệu quả. Một số bạn khác mà ngồi trong lúc ngồi học mà thấy đầu óc hơi lan man thì tay phải của bạn nên cầm cái bút. Tay phải cầm viết, cầm bút. Rồi. Tay phải sẽ liên quan đến cái não trái của bạn là nơi có khả năng tư duy logic và suy nghĩ tập trung. Ở nước mình giơ cánh tay phải và vỗ vai người bên cạnh và nói tay phải cầm bút. Rồi. Rất nhiều anh em đang ngồi trong này đầu óc đang ở đâu ấy chứ? <laughs> có ở đây đâu? Wow. Rồi. Ok. Rồi, chúng ta ngày một đầu tư các nguồn lực. Vừa nãy câu hỏi tôi có chia sẻ với bạn. À, trong phần ghi chép một số bạn cũng có thể kẻ bảng nhé. Đấy, có một cột là cột các đề mục đây một cột là cột nội dung và một cột là cột hành động chốt lại là hết 3 ngày học thì có 10 cái hành động là 10 hành động gì được không được mình ạ à? một số bạn có thể kẻ ba cột thôi cũng được cột cuối nhớ cột cuối là hành động Đấy. Thì đây là nội dung đấy, còn đây là cái tiêu đề chính của chúng ta đấy. chốt lại là hết 3 ngày học thì cái hành động gì sẽ xảy ra Đấy dạ. Bây giờ chúng ta vào phần đầu tư các nguồn lực nha. Chúng ta vào khái niệm hai bàn tay của đầu tư. Đây, xin mời anh em ghi xuống khái niệm hai bàn tay của đầu tư. Rồi chúng ta thông thường chúng ta có cái gì để đầu tư thì chúng ta sẽ có ba cái nguồn lực chính: tiền, thời gian và công sức của bạn. Đó, đây là ba cái nguồn lực chính. Thì ví dụ phần này mình gọi là biết. Đấy, mình nghe ok tiền, thời gian và công sức. Thế mình biết thôi, chưa chắc mình đã hiểu và chưa chắc mình đã có khả năng vận dụng nó. Bây giờ tôi sẽ ví dụ cho bạn ở cấp độ vận dụng. Ví dụ bạn đi mua một uh, bất động sản. thì uh, bạn vào ví dụ tài sản đấy người ta bán giá 10 đồng Bạn trao đổi với lại uh, chủ tài sản. Bạn đàm phán với chủ nhà. Thì tóm lại ví dụ về mặt uh, tiền thì họ bảo 9 đồng rưỡi không giảm hơn được nữa nhưng mà về mặt thời gian chẳng hạn người ta cho bạn là hai tháng Đấy, tức là bạn đàm phán được thì trong nhiều trường hợp hai tháng này còn quý hơn cả tiền thế mình thương phần này không ạ rồi nên mình hai pha với người bên cạnh nói là thời gian quý hơn tiền Trong nhiều thời điểm, đặc biệt là những thị trường tốc độ cao, thời gian còn quý hơn tiền. Thế thì công sức là gì? Công sức ví dụ như là đây, giả sử tôi mua lại cái mặt phẳng này, cái cái trung tâm hội nghị này, cái này chúng ta đang ngồi đây cỡ khoảng nghìn mét nhé. Ví dụ thế 30 triệu một mét là 30 tỷ. Thấy chưa ạ? Họ bán cho 30 triệu một mét, còn phần nhà này cho không vì cái xây này chẳng đáng bao nhiêu. 30 tỷ Thế thì tôi đề nghị họ là ok tôi đồng ý mua Nhưng mà tôi muốn là ở ngoài sân trước sân ấy, Bạn đập cho tôi một cái bể bơi Làm cho tôi hộ tôi một cái bể bơi Bởi vì bây giờ xin cái phần giấy phép xây dựng nó là nhẳng lắm Bạn có mối quan hệ Bạn hộ tôi cái phần đấy Ok thì tôi mua đấy. Thế thì Thì chủ nhà bảo ok đấy, Nhưng mà rổ giá không giảm được nhiều đâu thì tôi bảo ok không cần giảm giá, làm cho tôi cái bể bơi, đấy. rồi theo một cái kích thước, rồi. À, tôi đề xuất, thì cái phần mà để làm được cái bể bơi đấy, có người thì làm được và có người sẽ không làm nổi, đấy. vì phí ví dụ một số nơi về cái quy định về xây dựng rất chặt chẽ, bạn mà đập phá cải tạo không phải đơn giản, một số bạn khác đất đai mà xây nhà trên đất nông nghiệp mới làm đường bạn cứ thử làm thử xem cán bộ nó đến nó cày đường bạn lên ngay bạn hình dung phần này không ạ rồi. có những người thì họ lại làm được cái điều đó rồi. và một số khác thì không làm được phần đấy nó xếp vào phần công sức phần đấy trong nhiều trường hợp cũng quý hơn cả tiền luôn rồi, rồi. Như vậy chúng ta học được một bài học, đây là ba cái biến số khi các bạn đi đàm phán bất động sản. Đấy. Hầu hết mọi người thường chỉ biết đến biến nào nước mình Đúng rồi, nước mình hai phải với người bên cạnh nó là tiền, thời gian và công sức Có những việc bạn không làm nổi đâu, chỉ có bên bán mới làm nổi thôi Đấy. À. Ví dụ ở một số trường hợp liên quan đến pháp lý của đất đai Rất nhiều trường hợp chỉ có bên bán mới làm nổi Bên đi mua, mua xong, tiền xong, tiền trao, trao múc xong mà yên tâm là sờ vào Không xử lý nổi luôn à. rồi ok nhá đấy, à, đấy là ví dụ thứ nhất vận dụng trong đàm phán bất động sản đấy, ví dụ thứ hai à, tôi ví dụ một bạn à, à, mở một công ty à, xây dựng đấy, thì bạn này bạn ấy bảo là em à, ra ngoài em giới thiệu khách hàng là đấy em à, xây nhà đấy, em xây nó nhanh nó rẻ nó đẹp đấy, thì tôi bảo bạn ấy là em em phải học cái cách chuyển thể sản phẩm và dịch vụ của mình Đấy. Sang tiền Thời gian Và công sức à, Ví dụ à, Nếu mà anh làm cái dịch vụ xây dựng của bên em ấy Thì nó rẻ hơn so với thị trường Được khoảng Nó được ít thôi Nó được khoảng 5% à, Nhưng công trình 10 tỷ đỡ được 500 triệu cũng tốt rồi Công trình 100 tỷ đỡ được 5 tỷ cũng tốt rồi à, Cái thứ hai về mặt thời gian Ví dụ như là đáng nhẽ người ta xây mất phải 4 tháng mới xong Thì em xây cho anh chỉ 3 tháng như vậy anh đỡ được một tháng luôn người nào xây cho anh 6 tháng hạn thì công trình kiểu đấy thì em có khi giúp anh chỉ mất 4 tháng thôi Vì bọn em quản lý thi công nó khoa học hơn nhiều và cái thứ ba là về phần công sức thì em đảm bảo với anh có khi anh không cần phải xuống công trình anh vẫn nắm bắt được hết mọi việc luôn bọn em có quy trình của báo cáo anh ngồi nhà anh xem đầy đủ hình ảnh video luôn Thậm chí em cắm camera ở đây luôn cho anh theo dõi hàng ngày. Đấy. Thì trong cái ví dụ vừa rồi là cái người mà mở cái công ty dịch vụ về xây dựng ấy, người ta đã chuyển thể cái sản phẩm của họ sang tiền, thời gian và gì ạ? Công sức rồi. Thì đấy là gọi là vận dụng ở trong bán hàng. Đó, nó mình hai phải với người bên cạnh và nói là ăn nhau vận dụng. Rồi. Bài học này tốt không đâu mình? Vâng, bài học này các bạn học một lần Các bạn dùng 20 năm nữa ở Trong cuộc đời của mình đấy. Hầu như trong uh, việc uh, Rất nhiều việc bạn đều có thể thấy Và với nhiều người Thì hiện nay uh, các nguồn lực này Là khác nhau Tới Ví dụ có người có tiền Nhưng vấn đề của họ là không có gì ạ à? Không có thời gian Một số khác khoảng 60-70 tuổi rồi Là bây giờ cái sức lực và khát vọng Nó giảm nhiều rồi. Bạn đánh dung phần này không ạ? À. một số anh em khác thì nói là em không có gì ngoài thời gian <laughs> thì đúng rồi không có tiền thì bạn còn hai nguồn lực còn lại thời gian và công sức thì bạn buộc phải sử dụng nó hiệu quả hơn thôi à, nếu mình hai file nữa rồi bên cạnh nó là tiền thời gian và công sức <laughs> rồi đấy thì bây giờ là vận dụng trong đàm phán nhá à, cùng cái bài học tôi vừa hướng dẫn có những người sau đó đi đầu tư bất động sản chỉ nhờ bài học đấy thôi mà gọi là kiếm được hàng tỷ đồng với nước mình thậm chí trong một số thương vụ kiếm được hàng triệu đô luôn nhưng mà phải tùy vào khả năng văn tư tu và đào sâu của mỗi người đấy. Thế còn bình thường mình nghe đấy ok ok biết một tuần sau quên à, nước mình hai file với người bên cạnh nói là tuần sau là quên thôi rồi để chúng ta đi tiếp nha bây giờ chúng ta sang khái niệm thứ hai chi phí và đầu tư chi phí và đầu tư đây là cái khái niệm cũng hay phân định ra giữa người thành công và người không thành công về tài chính sự khác nhau giữa chi phí và đầu tư ở đây là một chủ đề rất hay tức là thông thường ấy à, ví dụ này à, ví dụ bạn đi học ngồi đây mất 3 ngày, hầu như những anh em ngồi đây nhé, là thường là cũng là suy nghĩ khá là tích cực rồi, cũng tốt hơn rất nhiều người bên ngoài, Nên tức là sẵn sàng cởi mở học thêm những cái điều mới, Đấy. thì thường là tỷ lệ, ví dụ trong trong cái hội trường này tỷ lệ số người thành công sau này sẽ cao hơn rất nhiều hoặc hiện tại đã là thành công rồi, Đấy chứ? thì thì tâm trí chúng ta cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những ý tưởng mới và sẵn sàng thử nghiệm những cái mới, vì cuộc sống là quy luật của xác suất. À, chúng ta thử 10 lần chúng ta trúng được một hai lần có những từ cái việc mà chúng ta đi gọi vốn gặp gỡ nhà đầu tư cho đến cái việc giới thiệu sản phẩm dịch vụ của bạn không phải ai cũng đồng ý với bạn bao nhiêu bạn đồng ý điều này giơ tay à, bạn cần phải tuân theo quy luật của xác suất nhé bạn phải chấp nhận cuộc chơi nhưng mà hầu hết mọi người vì người ta quá sợ nên người ta không dám sai lầm luôn rồi à, nó mình hai phải với người bên cạnh và nói là phải tuân theo quy luật xác suất, bạn tài trợ cho năm thanh niên nhân viên của bạn ấy, ví dụ bạn là một lãnh đạo đi học tập chẳng hạn thì chỉ được một hai thanh niên đóng góp tốt cho tổ chức thôi chứ đầu tư cho năm cán bộ thì đôi khi chúng được một hai cán bộ nhưng làm gì có chuyện cả 5 cán bộ đều đóng góp tốt cho tổ chức được, đồng ý không ạ? À. Ok à, Thế ví dụ bạn đi học này ba ngày thế xong bạn rủ người bạn của bạn đi học bạn bảo đi học đi, đi học hay lắm ông bạn bạn bảo đi học làm cái gì đi học mất bao lâu thế xong bạn bảo đi học mất 3 ngày họ bảo ông ba ngày thế thôi giải tán đi mất thời gian thì nhiều người người ta nhìn cái việc đi học nó là chi phí hay đầu tư nước mình chi phí là... thì chúng ta phải nghĩa đi học là đầu tư ấy bạn đang ngồi đây, bạn đang phải dành thời gian và công sức. Một số anh em thì đóng một ít tiền. Đấy chưa ạ? Anh em nói là đầu tư, nó mình hai phai với người bên cạnh thôi, đi học là đầu tư. Và nó có rất nhiều cách học khác nhau. Đấy. À, học ở trong uh, trường lớp này, ở trong uh, đây chúng ta đang ở đây như này chúng ta gọi là đào tạo. Trường này vẫn là trường đời. Trường học khác với trường đời ở điểm là lúc đi thi ấy, là cấm anh em hợp tác trường học là cấm hợp tác nhé đấy chị ạ cấm quay bài nhé còn trường đời không hợp tác chết luôn Rồi. ok ạ đồng ý không ạ bao nhiêu bạn đồng ý điều này giơ tay và nếu mình hai phải với người bên cạnh nói là trường đời khuyến khích hợp tác Rồi. thế bên cộng đồng nick này ấy. À, là cũng xây được một cái cộng đồng khoảng 3.000 thành viên trên toàn quốc cũng tự hào là có lẽ là trong số các cái trung tâm đào tạo tại Việt Nam này cũng là một đơn vị hiếm hoi xây được cộng đồng Đấy. các thành viên toàn quốc thế tại sao lại xây được thì một trong những lý do đó là bởi vì là liên quan đến bất động sản ấy nó thường là nhiều tiền Đấy. nhiều tiền thì một mình không nuốt được một mình không nuốt được thì buộc phải chia nếu mình chung vào này không? bạn có bao nhiêu tiền bạn có bao nhiêu? 10 tỷ, 50 tỷ mua một hai miếng đất là hết tiền mà 100 tỷ, 1 000 tỷ kể cả là 3 000 cũng chỉ múc được vài miếng là hết tiền nó bình dung vào này không ạ? À. mình hai pha với người bên cạnh nói là bất động sản là tốn tiền thôi bạn có bao nhiêu? Rồi. Mua được một vài miếng là hết thôi. Rồi. nên anh em đoàn kết hơn, đồng ý không ạ? À, ok ạ. Thì tóm lại là đi học là đầu tư, là marketing. Theo ví dụ này, một bạn mở một cái công ty, mở một cái doanh nghiệp, bạn có thể làm bất kể ngành nghề gì, spa, mỹ phẩm, à, sức khỏe, vân vân. Thế thì 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 có những bạn mở ra nửa năm không có khách, nhưng bảo là phải dành tiền bạc, thời gian, công sức để nghiên cứu về hoạt động marketing thì thì không làm ví dụ bảo mỗi tháng bỏ ra ít nhất phải mấy chục triệu hoặc là thậm chí mấy trăm triệu nếu không không bỏ ra thậm chí có những người thậm chí là chủ đầu tư mà tồn kho hàng nghìn tỷ họ còn không ý thức được nhưng mà chứ huống hồ là là mấy người kinh doanh nhỏ tồn kho đầy luôn đi trả lãi ngân hàng mệt mỗi tháng bán năm một hai lô trả lãi ngân hàng à thì người ta cũng không ý thức được tầm quan trọng marketing mà người ta nghĩ marketing là gì nữa mình chi phí và họ sẽ còn thất bại trong nhiều năm tiếp theo và đừng hỏi tại sao mà không bao giờ thành công và kiếm được tiền chỉ vì hiểu sai khái niệm thôi đó mình hai phai với người bên cạnh nói là marketing là đầu tư bạn hãy ghi cái điều đó vào bạn có thể có một sản phẩm tuyệt vời nhưng vấn đề là không ma nào nó biết đến bạn Đấy mới là vấn đề Bạn có thể có một miếng đất tuyệt vời Nhưng vấn đề là không phải là ai cũng biết đến cái bất động sản đấy của bạn Rồi Thế mà ví dụ như là một người bảo bỏ ra 5 triệu, 10 triệu tiền quảng cáo thì chưa chắc đã bỏ đâu Bảo đi học cách marketing để bán bất động sản cho nhanh thì cũng không có đâu Và Không có đâu Chúng ta bắt buộc phải đầu tư cho marketing Vâng Ví dụ bạn biết Vinamilk không? Sữa Vinamilk không ạ? Đấy, tất cả ngồi trong hội trường này đều biết Vinamilk. Tại sao? Vì mỗi năm có mấy nghìn tỷ tiền quảng cáo thôi mà. Và trong nhiều năm thì ngân sách của năm sau lại cao gấp đôi năm trước. Nước bình dung vào này không ạ? Rồi. Nước mình hai phải nữa nữa với người bên, bên cạnh của nói là marketing là đầu tư. Em bạn phải chịu khó vào, dành tiền bạc nếu không có tiền thì sẽ làm kiểu không có tiền thì bạn còn hai chỉ số còn lại thời gian và gì ạ công sức của bạn Đó. ok nha rồi. thế còn các cái việc khác cũng thế thôi chúng ta phải sẽ nhìn nhận mọi việc đây là chi phí hay đây là đầu tư rồi. nếu một người ra mua một phát 200 quyển sách về gặp người bạn người bạn nào điên rồi điên rồi Người này mà không điên gì đâu 200 quyển 200 nghìn một quyển bằng có 40 triệu Tôi chỉ cần nhặt được một ý tưởng Tôi có thể thu về 500 Nếu mình dùng vào này không ạ Đấy là cái cách người ta tư duy Thả một đồng người ta sẽ thu về bao nhiêu tiền ừ. Cái cách người ta hành động nó sẽ khác ừ. Đấy là bài tập đấy Một số anh em có thể ghi bài tập đó vào Bài tập 100 triệu tiền sách ừ. Tôi có một anh bạn, anh này mỗi tháng kiếm được khoảng 1 tỷ đâu. Ở đây bao nhiêu bạn chỉ mong mỗi tháng kiếm được một tỷ thôi, giữ tay. À, cũng không mơ ước gì xa xôi, tỷ là được rồi. ok à, tốt Sẽ có nhiều cột mốc để nhiều bạn chinh phục. À, ví dụ như là một số bạn cần chinh phục cột mốc là với nhiều bạn có thể 20 triệu một tháng. Sau đó bạn chinh phục cột mốc 100 hoặc 50 hoặc 100 triệu. Xong bạn chinh phục cột mốc 500 triệu một tháng với một tỷ. Một số bạn chinh phục cột mốc 10 tỷ một tháng hoặc 5 tỷ một tháng đấy mình cố gắng phấn đấu dần lên các vị trí hai ba chục tỷ một tháng đấy. hôm qua tôi ngồi trong sài gòn ngồi với anh bạn thì anh bảo anh cũng mỗi tháng mà không kiếm được hai chục tỷ thì anh chả làm cái cấp độ nó khác nhau thôi nhiều anh em khi mà bạn nghe một cái con số nào đấy bạn nghe hơi lạ tai nhưng mà bạn cứ nỗ lực không thể biết được tương lai của bạn đâu bạn không biết được tương lai của bạn đâu đấy. À, một số bạn khác cái cột mốc theo tôi tức là ở đây bạn nên có mục tiêu ấy tức là ví dụ một số bạn khác thì chưa kiếm được một triệu đô đầu tiên thì bạn nên đặt cái cột mốc là một triệu đô đầu tiên một số bạn khác mà chưa đạt cột mốc là một triệu đô trên một thương vụ ví dụ mình mua vào mình bán ra kiếm một triệu đô trên một thương vụ ở đây bao nhiêu bạn thích cái ý tưởng đấy giơ tay mà nói tôi ạ à? đi học để các bạn được truyền ý tưởng và năng lượng mà và cảm hứng để hành động mà thế thì nên là bạn cần phải đi ra ngoài gặp nhiều người thành công hơn và nghe nhiều câu chuyện thành công hơn Đấy. nghe nhiều câu chuyện thành công hơn nữa để phá bỏ cái niềm tin giới hạn à, không không dễ à, có cái câu chuyện là như này cái con voi có một cái con voi con voi rất là to và cái hồi nhỏ ấy, cái con voi từ lúc nhỏ nó đã bị buộc chân vào một cái xích rồi Xong nó cứ bị buộc hồi bé nó cứ giật thử, giật mãi không giật được. Nên nó xác định luôn là cái xích này là không bao giờ giật nổi. Nhưng mà đến khi nó to đùng lên hàng tấn rồi, hàng tạ rồi. Nó vẫn nghĩ là cái xích này không giật được. Và cái việc đấy hồi xưa tôi nghĩ là nó chỉ là câu chuyện. Nhưng mà tôi sang Thái Lan tôi nhìn thấy đúng như thế luôn. Còn vòi to đùng cái xích bé tí. và thấy đúng là nó không giật được luôn, nó không giật ra luôn. và tất cả chúng ta ngồi đây đều đang có một cái niềm tin giới hạn nào đó kìm hãm bạn. À. Nó mình hai vai với người bên cạnh mà nói là phá bỏ niềm tin giới hạn. ví dụ tôi vừa nói với bạn là bạn có thể bạn làm được một thương vụ một triệu đô trên một thương vụ, tức là kiếm lợi nhuận đấy, thì nhiều bạn là làm sao mà làm được em thì làm sao mà làm được đồng ý không ạ hoặc là một triệu đô là cột mốc một số bạn cần hướng đến chẳng hạn thì nó là niềm tin giới hạn mà nên chúng ta cần nắm nào để phá bỏ niềm tin giới hạn bạn phải gặp nhiều người thành công hơn và nghe nhiều câu chuyện thành công hơn đó. thế chứ còn xung quanh mình nhiều anh em mình hỏi cũng không có tác dụng gì đó. năm anh em trắng tinh ngồi với nhau đầu vẫn trắng tinh đó. mình hai phải với người bên cạnh nói là chọn bạn mà chơi À, giống như là mọi người hỏi làm sao tôi có công ty sàn chứng khoán có gì đâu cách đây 8 năm suốt ngày tôi ngồi với cái ông anh tôi là ông ấy cũng có công ty sàn chứng khoán thôi thì mình gặp gỡ mình cà phê với nhau suốt ngày thì mình hiểu cái okay, việc này nó dễ việc này nó làm được việc này nó khả thi mình dung không ạ thì nên mới nói là để thành công bạn phải phá bỏ niềm tin giới hạn muốn phá bỏ niềm tin giới hạn bạn cần gặp nhiều người thành công hơn Đấy, và nghe nhiều câu chuyện thành công hơn Đấy, nên là nhiều anh em đi học có khi lại về cũng thay đổi anh em bạn bè là một cái thứ hai là rất cảnh giác với người nhà đấy, toàn các chuyên gia bàn lùi hàng đầu việt nam Đó. cứ về manh nha định làm cái gì đấy nó lại bảo không làm được đâu ví dụ như là tôi bảo với ông cụ nhà tôi bảo mua cái công ty này đi mua lại đi. công ty này ổn đấy tôi mua tôi đang định thao tác thì ông cụ bảo ngay ôi ơi nó lừa đảo đấy toàn bọn lừa đảo đấy. mình mua xong cái người ta trả tranh 40 tỷ thì có ai nói gì đâu nên cái bài học ở đây tôi muốn chia sẻ với bạn là đôi khi chính người nhà của bạn ấy mới là người bạn phải cảnh giác ấy. đấy lúc mình hai pha với người bên cạnh nó là cảnh giác với người nhà luôn đấy. toàn các chuyên gia bàn lùi đấy. Nên bạn phải chọn người để nghe nhé Người nào người ta làm được rồi ấy, Thì mình mới nghe Còn lại là tất cả các ý kiến chỉ là tham khảo thôi. Rồi ok chúng ta đi tiếp à, Thế cái anh quay trở lại câu chuyện vừa nãy Cái anh đấy kiếm được 1 tỷ Thế hỏi bí quyết thành công là gì cái Anh bảo bí quyết thành công là 100 triệu đồng tiền sách Đấy, thế đấy là cái bài tập cho nhiều anh chị em về mua trăm triệu tiền sách chưa có điều kiện mua 10 triệu chưa có điều kiện nữa mua một triệu trong một trăm triệu được hai trăm nghìn một quyển bình quân được năm trăm quyển trong năm trăm quyển thì chắc là bốn trăm năm mươi quyển dở hơi còn năm chục quyển là hy vọng là vớt vát được tí gì đó Đấy. thì bạn cứ xác định là như thế cuộc sống là quy luật của xác suất mà thì có vài ba chục quyển nó liên quan đến bạn thôi Đấy. Ok, có người thì không phù hợp với đọc sách Và bạn buộc phải dùng chiến lược khác Chiến lược của bạn là đi học Thầy giáo dạy Thì nó vào đầu hơn à, Ví dụ như chúng ta có Tam Bảo mà, thầy giỏi bạn tốt, sách hay mà, sách chỉ là một cách làm thôi đó. Ok nhá, chúng ta, một số bạn khác, ví dụ như là Đi chơi môn thể thao nào đấy, tennis, golf gì đó Một ngày mất 3 triệu, 5 triệu Người kia bảo tốn tiền gớm nhỉ Người này bảo không thí thoảng bắt được một đối tác được chưa được một khách hàng nó thừa cái số tiền đấy luôn thế nên là khi chúng ta nhìn mọi việc thì chúng ta phải tư duy đây là chi phí hay đầu tư một bạn có thể ra múc một cái điện thoại ba chục triệu rất nhanh một con ô tô 2 tỷ hoặc 1 tỷ hoặc 5 tỷ rất nhanh hoặc năm sáu trăm triệu rất nhanh đấy, nhưng mà đôi khi mình cũng chưa tư duy đấy là chi phí hay đầu tư đấy. rồi có những người sẽ là đầu tư và có những người sẽ là chỉ là chi phí thôi nó mình hai pha với người bên cạnh nói là đây là chi phí hay đầu tư bạn tôi và bạn vừa gặp nhau bạn muốn tôi ghi nhớ bạn bạn đưa cho tôi 50 triệu thầy giáo cầm đấy uống nước mà có việc gì không không có việc gì đấy là chi phí hay đầu tư chưa biết thế nào đâu đúng không ạ một khi bạn có tư duy đấy Bạn sẽ hành động nó rất là khác Với những người khác Đồng ý không ạ? À, bạn là chuyên gia bất động sản Tại khu vực của bạn Tôi đến mua tài sản của bạn à, Tôi mua quả đầu tiên của bạn Bạn bán cho tôi 10 đồng Thực ra tôi biết bạn nên gối tôi một đồng ở trong đấy Tôi vẫn mua bạn lên gối tôi tôi biết là bạn lên gối tôi chắc một đôi tỷ trong đấy tôi không biết chính xác con số bao nhiêu nhưng chắc chắn bạn lên gối tôi bạn kê giá vào đấy ví dụ thế có thể tôi vẫn biết và tôi vẫn mua bởi vì thực ra tôi vẫn đang tính toán việc của tôi nó mình dung vào này không ạ Rồi. nên là trong nhiều thương vụ thì đây là chi phí hay đầu tư đấy, đấy là một câu hỏi rất là tốt cho nhiều bạn